pin này, pin kit chuyên dụng để tháo iPhone, banh, dụng cụ để tháo pin và dụng cụ tháo màn. Trên tay mình là một chiếc iPhone đang bị chai pin. Bây giờ mình sẽ thực hiện cách thay pin. Mà khi pin báo động dưới 10% thì các bạn nên sạc video của